Lý do mà chúng ta ra làm kinh doanh, lý do chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp, điều thứ 13 đó là chúng ta cần độc lập về tài chính. Cái đây là một trong những lý do lớn nhất mà những người đã làm kinh doanh luôn hướng tới. Ngoài cái việc tạo ra giá trị cho xã hội, thực sự thì tất cả các cái con đường chúng ta đi làm công, con đường chúng ta đi làm kinh doanh, con đường đầu tư, thì cái con đường làm kinh doanh là cái con đường mà nó dễ dàng để chúng ta độc lập được tài chính. Bởi vì ngay lúc ban đầu chúng ta ra làm kinh doanh thì phần lớn là chúng ta không có đủ tiền. Những cái người mà họ chờ đủ tiền rồi họ mới ra khởi nghiệp á, những cái hành vi đó rất là nguy hiểm, là họ dùng cái đồng tiền để họ khỏa lấp đi những cái ngu của mình, những cái năng lực còn yếu của mình. Mình ví dụ ha, khi trong túi bạn không có tiền hoặc là bạn rất là ít tiền thì bạn mua một cái sản phẩm A. Khi mà bạn tới cái nhà cung cấp, bạn nói là bạn mua một sản phẩm A, thì cái nhà cung cấp á, họ sẽ nói rằng là anh mua 1.000 cái thì tôi sẽ bán cho anh cái giá rẻ. Nếu mà trong túi bạn có tiền á, thì lập tức bạn móc ra bạn mua 1.000 cái liền để bạn hưởng được cái giá rẻ đó. Nhưng mà một thực tế về nhà là bạn không bán được, và thế là bạn chôn vốn, và chừng cuối cùng bạn thất bại bởi vì bạn lỡ ôm 1.000 cái đó và bạn hết tiền, bạn không xoay sở được cái gì hết. Tuy nhiên cũng cái hành vi đi mua món hàng đó mà trong túi bạn không có tiền, họ có tiền rất là ít, thì tự nhiên bạn sẽ nghĩ ra được cái cách làm sao chúng ta mua được 1 cái, 2 cái, 3 cái thôi, hoặc cái cách làm sao để chúng ta có cái công nợ nó tốt hơn. Hoặc là một cái ví dụ khác đi, khi họ có cái đơn hàng và họ làm không có kịp thì lập tức là họ bỏ tiền ra, họ mướn rất là nhiều người để cố gắng mà làm kịp, và khi giao đơn hàng xong là xong, và kết quả là vẫn giao kịp đơn hàng, mà kết quả là vẫn đang làm rất là tốt mà, và họ chỉ nhìn thấy cái kết quả thôi, nhưng họ không nhìn thấy cái tiến trình trước đó, là rõ ràng là cái đơn hàng này nó đang rất là gấp. Cái đơn hàng này chúng ta phải đầu tắt mặt tối, chúng ta phải thức rất là khuya để chúng ta mới làm được. Rõ ràng nó đang xảy ra cái tiến trình vấn đề đó, nhưng mà những người có tiền nhiều thì họ không, hoàn toàn không có nhận ra. Và chuyện gì xảy ra nếu ngày hôm sau chúng ta lại có thêm 2 đơn hàng và cũng gấp nữa, thì cũng có thể là họ dùng cái tiền đó để họ mướn nhiều người vô làm cho xong rồi giao đi. Nhưng mà đằng sau đó là họ đang bị lủng cái cách thiết kế quy trình, lên cái hạch sắp xếp đơn hàng đủ thứ hết. Họ đang dùng cái tiền đó họ đạt được cái đơn hàng, nhưng mà họ đang nuôi dưỡng cái sự không hợp lý của mình. Họ đang nuôi dưỡng cái quy trình làm việc không rõ ràng của mình. Một ngày nào đó họ có tới 3 đơn hàng và khối lượng công việc nó rất là nhiều và nó rất là gấp, và họ không kiểm soát được cái chất lượng luôn. Thì chừng cuối cùng làm ra hàng lỗi hàng loạt, và hàng thì phải giao gấp, và chừng cuối cùng chuyển qua bên khách hàng cancel một cái, là họ thất bại một cách rất là ê hề. Và trong cuộc sống các bạn sẽ chứng kiến những cái cách thất bại nó na ná như vậy cực kỳ nhiều, bởi vì họ đang nuôi dưỡng, họ đang dùng tiền bạc để họ khỏa lấp. Một trong những kỹ năng, một trong những cái điều tuyệt vời của người ra làm kinh doanh là họ bắt đầu từ những bàn tay trắng, từ những việc rất là nhỏ để trau dồi cái năng lực của mình, để trau dồi những cái tình huống mà khi không có tiền chúng ta vẫn cứ giải quyết được. Nên là những người mà họ có tiền nhiều, khi mà họ ra khởi nghiệp á, là họ bày ra một cái hệ thống chi. Họ mướn văn phòng, họ chi một đống tiền, họ đi lấy hàng hóa, họ mua máy móc đẹp, họ trang hoàng, toàn ra một cái hệ thống chi. Cái người ra khởi nghiệp á, là cái cơ hội để chúng ta đi từ cái con số 0 lên. Và từ cái con số 0 lên á, chúng ta lại có cơ hội để luyện cái năng lực tạo ra cái dòng tiền. Và khi cái dòng tiền nó nhiều lên á, thì bắt đầu chúng ta mới đầu tư vào máy móc, đầu tư vào xưởng, mới đầu tư vào văn phòng, mới trang hoàng. Rồi tiền nhiều nữa, bắt đầu chúng ta mới sắm sửa cho những cái tự do về tài chính cá nhân của mình. Nên là cái hành trình ra kinh doanh là cái hành trình nó giúp cho chúng ta rất là dễ dàng tạo ra những dòng tiền. Thứ nhất, dòng tiền dư để lo cho cuộc sống của chúng ta. Cái hai, lòng tiền dư để lo cho gia đình của chúng ta. Cái thứ ba, tạo ra cái dòng tiền dư để cho cái kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch đi du lịch, kế hoạch thực hiện những cái điều chúng ta khát khao, những cái mơ ước mà trên cái hành trình làm công chúng ta không có làm được. Rất là khó khăn, bởi vì cái đồng lương mà chúng ta nhận được một tháng có thể là 20 triệu, một tháng có thể là 30 triệu. Nhưng mà gia đình chúng ta có 3 người, 4 người, rồi gia đình lớn của chúng ta có ba mẹ anh em, thì gần như những cái chi phí đó nó không có kịp để cho chúng ta lo cho những cái việc đó, chứ đừng có nói là chúng ta đạt được cái tự do tài chính. Lý do thứ 14 đó là nó giúp cho chúng ta tái tạo lại. Thế nào là tái tạo lại? Chúng ta học ra trường rồi chúng ta đi làm công có thể là 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, tùy theo người. Và khi chúng ta mà làm công càng lâu á, nó làm cho chúng ta vào một cái lối mòn. Nó làm cho chúng ta tạo thành một cái thói quen ổn định nè, không có muốn thoát ra.
Nhưng mà khi mà bạn quyết định ra làm kinh doanh riêng, bạn phải bắt đầu lại mới hết. Bạn phải suy nghĩ lại, bạn phải tư duy lại. Nên nó làm cho con người bạn, nó có cơ hội nó tái tạo lại cái năng lượng của con người của bạn. Nó làm cho cái con người của bạn thêm một lần nữa, trong tiếng Anh nó gọi là cái từ refresh đó. Chúng ta refresh lại, giống như cái máy tính đó, chúng ta khởi động lại, chúng ta làm mới lại cái con người của chúng ta. Nó làm cho con người của chúng ta nó bắt đầu vào một cái quy trình mới lại. Và lúc đó là cái cơ hội tuyệt vời để chúng ta phát hiện con người chúng ta nó có những cái khả năng khác nữa. Đã là con người thì ai cũng thích nó như vậy hết. Các bạn đến tới một khu vực mới, các bạn thích không? Thích. Chúng ta tới một quán ăn mới, thích không? Thích. Rất thích. Chúng ta tới một vùng biển mới, chúng ta thích không? Thích. Nó là cái cơ hội để chúng ta tái tạo lại con người của chúng ta. Đó là cái hành trình ra làm kinh doanh. Và khi các bạn bắt đầu làm kinh doanh được, bắt đầu 2-3 năm bạn mở ra một cái quán phở, bạn mở ra một doanh nghiệp, bắt đầu nó đi vào cái cơ chế ổn định, thì bắt đầu trong đầu bạn, bạn muốn mở thêm cái quán phở thứ hai ở một cái khu vực mới, cái vùng đất mới, cũng có thể là bạn mở bên Hàn Quốc, cũng có thể là bạn mở bên Nhật, ví dụ vậy. Thì cái cơ hội chúng ta lại tiếp tục tái tạo lại con người của chúng ta. Chúng ta lại tìm hiểu một cái thị trường mới trên cái sản phẩm cũ, nhưng mà chúng ta phát triển ra một cái thị trường mới. Hoặc là khi mà chúng ta mở hệ thống phở thành công, thì bắt đầu chúng ta mở thêm một cái hệ thống, ví dụ là hệ thống buôn mắm đi, ví dụ vậy. Hoặc là cái hệ thống trà sữa đi vậy, thì lại lao vào một lĩnh vực mới tiếp. Hoặc là chúng ta có thể bán toàn bộ cái hệ thống quán phở của chúng ta, chúng ta bán nó đi hết, và chúng ta lại bắt đầu một lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới khác. Nó là cái người làm kinh doanh đó, là cái cơ hội để tái tạo lại cái bản thân mình. Và chúng ta luôn thực hiện được cái ước mơ, những cái khao khát mà chính cái con người làm kinh doanh chúng ta mới làm được cái việc đó. Vì chúng ta có đủ quỹ thời gian, chúng ta có đủ cái sự tự tin, chúng ta có đủ cái sự năng lực, chúng ta biết cách huy động tất cả các nguồn lực xung quanh để chúng ta đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn đó. Thứ 15 là tạo ra nhiều công ăn việc làm. Mình luôn nói với mọi người rằng là cái người làm kinh doanh á, là họ luôn ấp ủ tạo ra sự tốt đẹp cho thế giới này. Oh my God. Wow. Đồng ý, những ngày đầu khởi nghiệp thì đúng là nó khổ rồi, không bàn cãi. Tại vì có một mình một thân mình à. Ai may mắn thì có người vợ, người bạn đồng hành. Nhưng mà phần lớn là những người đồng hành á, phần lớn trước đó không có ủng hộ, mà họ nghi ngờ, thậm chí họ còn cản trở nữa. Cản trở nữa. Và ai may mắn mà có được một, hai người bạn đồng hành á, thì tuyệt vời. Tuy nhiên, cái giai đoạn đầu khổ cực đó họ vượt qua được. Bắt đầu là cái doanh nghiệp của công ty nó được khởi động, khách hàng hàng ngày về, bắt đầu nhân viên xuất hiện, mọi thứ xuất hiện, doanh thu đi vào ổn định, dòng tiền đi vào ổn định, hoạt động công ty bắt đầu đi vào ổn định, thì gần như người doanh nhân nào họ cũng nghĩ đến cái điều tốt đẹp cho xã hội, cho thế giới chung quanh, là họ làm sao họ tạo ra nhiều công ăn việc làm. Họ tạo ra rất nhiều công ăn việc làm. Và ngày hôm nay các bạn thấy đó, kể cả nhà nước của chúng ta gần đây khuyến khích mọi người ra làm kinh doanh để tạo công ăn việc làm cho rất là nhiều người. Các bạn thấy hàng năm hàng triệu sinh viên ra trường, nếu không có doanh nghiệp thì nơi nào giải quyết công ăn việc làm cho những người đó? Cơ quan nhà nước không thể giải quyết hết được. Nếu không có doanh nghiệp thì ai là người đóng thuế cho nhà nước? Cái tiền làm đường ở ngoài kia, cái tiền xây dựng sân bay, tiền xây dựng bến cảng, những cái công trình hạ tầng đó, tiền đó là tiền từ ai? Phần lớn là tiền thuế từ những người làm kinh doanh. Họ tạo ra lợi nhuận. Các bạn thấy hiện tại thuế thu nhập 20 mấy%. Họ lãi 100 tỷ thì 20 mấy% đó đã đóng vào cho nhà nước. Và chưa nói trong cái quy trình làm ăn kinh doanh hả, nhập nguyên liệu vào cũng phải có thuế, chấm rất là nhiều thứ. Nó là cái người làm kinh doanh đó, họ tạo ra rất là nhiều công ăn việc làm, không phải cho chính doanh nghiệp, cho họ và cho đối tác của họ nữa. Ví dụ như bạn là doanh nghiệp bán bàn ghế, mình nói là doanh nghiệp thương mại thôi, và mỗi tháng bạn bán được 1.000 cái bàn. Điều đó có nghĩa là cái nơi sản xuất cho bạn á, cái nhà máy đó, họ có cơ hội họ hoạt động, và phải có rất là nhiều công nhân để làm ra được 1.000 cái bàn đó. Và để có nhiều công nhân làm ra cái bàn đó thì chúng ta phải có gỗ, chúng ta phải có ván. Thì cái đối tác của nhà máy đó, họ phải sản xuất ra gỗ, họ sản xuất ra ván đó, họ đưa cho cái nhà máy đó sản xuất ra bàn. Các bạn thấy chưa? Chỉ cần một doanh nghiệp hoạt động thôi, và nó vào nguồn thôi, là nó tạo ra hàng loạt những công ăn việc làm khác. Hoặc là ví dụ bạn mở ra một cái quán hải sản, một cái quán ốc thôi, và cái lượng khách đông, một ngày bạn lấy 100 kg hải sản
thì bạn đã tạo ra rất là nhiều công ăn việc làm. Thứ nhất là những người phụ bàn, phụ bếp. Mình có quen một bạn ở bên quận 2 nè. Bạn mới có 25 tuổi thôi, bạn ra bằng mở cái quán ốc, gọi là quán ốc Sài Gòn. Khách cũng khá đông. Cách đây hơn một tuần, mình ghé quán bạn cũng hơi khuya, khoảng 10 giờ tối mình mới ghé. Thì lúc đó nhân viên của bạn ra và ngồi quay qua ở một cái bàn ăn. Tất cả là 20 mấy người nhân viên. Bạn đó 25 tuổi, đã tạo ra công ăn việc làm cho 20 mấy người nhân viên. Mà hơn 80% những nhân viên trong quán đó là lớn tuổi hơn bạn hết. Bạn thấy tuyệt vời chưa? Đó là một cái quán ăn, một cái rất là nhỏ bé đó tại quán. Tuy nhiên, cái đó là cái trực tiếp thôi. Gián tiếp là gì ạ? Gián tiếp là mỗi ngày bạn tiêu thụ cả 100 kg hải sản đó. Thì bạn đã tạo công ăn việc làm cho rất là nhiều ngư dân. Những ngư dân ngoài biển kia nè, họ đánh hàng vào, họ đánh cá vào. Thì có chúng ta lấy hàng, tạo công ăn việc làm cho những cái xe họ vận chuyển hải sản từ các vùng miền vào đây. Nó là một trong những cái điều vô cùng ý nghĩa, nó vô cùng tuyệt vời. Đó là khi chúng ta ra làm kinh doanh, chúng ta làm chủ, là cái cơ hội tốt nhất, dễ dàng nhất, đơn giản nhất để chúng ta cống hiến cho xã hội, tạo công ăn việc làm. Người ta gọi là tạo ra rất là nhiều phước đức cho cái xã hội này. Các bạn có cảm nhận ra cái lý do của người ra làm kinh doanh không ạ? Và họ có cơ hội đó, họ tạo ra những cái điều đó cho xã hội tuyệt vời lắm. Mà con người thì ai không muốn mình là một phần tốt đẹp của xã hội. Lý do thứ 16, chúng ta tạo ra những cái sản phẩm và thương hiệu riêng của chính chúng ta, của chính doanh nghiệp của chúng ta. Cái này là được gọi là một cái thú vị nhất, hay là nói một cái ngôn từ nôm na nhất, đó là chúng ta sinh ra những đứa con và nuôi nắng nó lớn lên thành người. Hàng loạt những cái sản phẩm mà bạn đang dùng trên tay, bạn đang dùng trên bàn, ở trong nhà bạn, cái đó có phải là sự nung nấu của những người chủ họ làm kinh doanh không? Cái đó có phải là cái ý tưởng và cái khát khao của rất là nhiều người đã làm kinh doanh hay không? Hoặc là cái căn nhà bạn ở, có phải cái nhà đó thuộc dự án của một cái ông chủ, một cái công ty bất động sản nào không? Ví dụ vậy. Cái đó là cái sự nung nấu, cái đó là cái sự tuyệt vời. Hay còn gọi là chúng ta để lại cho xã hội này những cái di sản. Cái vui nhất của người làm kinh doanh là hàng ngày thức dậy, thấy sản phẩm của mình đi khắp mọi miền đất nước và được nhiều khách hàng dùng. Ví dụ bạn là doanh nghiệp tạo ra cái chiếc xe hơi, thì bạn có vui không khi mỗi sáng thức dậy bạn đi ngoài đường và bạn thấy ồ, rất nhiều khách hàng họ đang dùng xe hơi của mình, họ chạy ngoài đường kia. Bạn là người tạo ra cái ghế, và cái ghế đó nó là thương hiệu của bạn, thì bạn có vui không khi mà bạn đi vào một nhà nào đó và bạn thấy cái người khách hàng đó họ đang dùng cái ghế của mình cho cái bàn ăn của họ, cho tiếp khách. Bạn có vui không khi bạn viết ra những cái quyển sách này, và bạn ghé nhà sách và bạn thấy sách của bạn nó ở trên cái kệ sách ở trong các cái nhà sách, và bạn chứng kiến nhiều người đang tìm cái quyển sách bạn họ đọc. Nên là cái lý do chúng ta đã làm kinh doanh đó, bởi vì chúng ta có cái cơ hội tuyệt vời để chúng ta để lại cho thế giới những cái sản phẩm của mình, những cái thương hiệu của mình, những đứa con của mình, hay gọi là để lại cho thế giới cả một cái di sản. Mà trên hành trình làm những việc khác á, chúng ta rất là khó, thậm chí là chúng ta không thể làm được luôn. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ bạn cái điều thứ 16. Mình đang trong hành trình chia sẻ 20 điều tại sao chúng ta phải ra làm kinh doanh. Các bạn có thể xem lại từ phần số 1, phần số 2, phần số 3, phần số 4. Ngày mai mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái phần số 5 là từ thứ 17, 18, 19, 20. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.